trong thực tế cuộc sống, mắt được ví như một cửa sổ tâm hồn của mỗi người. Vấn đề khoa học một chút thì ở đây tại sao chúng ta có thể nhìn thấy được các vật thông qua mắt. Nội dung video này sẽ giới thiệu với các bạn lý do tại sao chúng ta có thể quan sát được các vật. Đầu tiên chúng ta xét về mặt sinh học. Đây là cấu tạo cơ bản của mắt, bao gồm đồng tử, mí mắt, và chúng ta chỉ chú ý vào những bộ phận quan trọng nhất để giúp chúng ta có thể quan sát được vật trong trường hợp này. Cái không thể thiếu đó chính là thể thủy tinh. Thể thủy tinh mềm và có thể co giãn được, và nó là hình dạng của một thấu kính hội tụ. Và thứ hai là võng mạc, hay chúng ta còn gọi là màng lưới, ở phần cuối phía sau mắt. Bây giờ chúng ta xét về mặt quang học. Đây là hình ảnh mô phỏng lại cấu tạo cơ bản của mắt để giải thích cho chúng ta về nguyên tắc hiển thị hình ảnh. Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ. Chính vì vậy, khi chúng ta chiếu chùm sáng vào thông qua thể thủy tinh thì nó sẽ hội tụ tại một điểm, và hình ảnh sẽ hiển thị trên màn lưới, và ảnh này là ảnh thật ngược chiều theo tính chất của thấu kính hội tụ. Như vậy, màn lưới có tác dụng là hứng ảnh. Hứng ảnh, khi chúng ta quan sát hướng mắt, hướng thể thủy tinh về một vật nào đó thì hình ảnh của nó sẽ hiển thị trên màn lưới. Như vậy, xét về cấu tạo đơn giản của mắt gồm có hai bộ phận chính, đó chính là thể thủy tinh và màn lưới. Như vậy là mắt cũng giống như một cái máy ảnh, hoàn toàn giống như một cái máy ảnh. Máy ảnh thì phía trước nó có vật kính, vật kính cũng là một thấu kính hội tụ. Ở đây chúng ta sẽ so sánh máy ảnh và mắt. Đây là trục chính của máy ảnh và mắt. Vật kính của máy ảnh là một thấu kính hội tụ. Chính vì vậy, theo nguyên tắc vẽ tia sáng, những tia đặc biệt qua thấu kính hội tụ thì chúng ta sẽ thu được ảnh ở phim, hứng ở phim, và ảnh này nhỏ hơn ngược chiều với vật. Tương tự như vậy, đối với mắt cũng vậy. Thể thủy tinh là một thấu kính hội tụ. Chính vì vậy, ảnh hiển thị trên màn lưới cũng là ảnh thật ngược chiều. Như vậy về điểm giống nhau thì vật kính thì tương tự như thể thủy tinh, còn phim thì nó tương tự như màn lưới. Như vậy mắt của chúng ta và máy ảnh là có đặc điểm giống nhau. Và chúng ta thường nói là gì, mà những một số vụ mà án mạng nghiêm trọng thì người ta thường sẽ xem lại hình ảnh cuối cùng từ con mắt bằng cách là phẫu thuật để xem hình ảnh cuối cùng hiển thị trên màn lưới của người chết. Nghe thì có vẻ hơi ghê một tí, nhưng mà đây là thực tế. Hình ảnh cuối cùng hiển thị trên màn lưới sẽ lưu lại, và người ta sẽ dựa vào đây để thấy được hình ảnh cuối cùng, và từ đó có thể làm manh mối quan trọng để giải quyết một số vụ án nghiêm trọng. Nhiều bạn hỏi rằng là ví dụ như tại sao ảnh hiển thị trên màn lưới là ảnh thật ngược chiều, vậy thì tại sao chúng ta không nhìn thấy ảnh ngược chiều? Đó là do hệ thống dây thần kinh của chúng ta đã tự tinh chỉnh lại cho phù hợp. Nghĩa là cái thần này là do hoạt động của hệ thống thần kinh. Như vậy, tại sao chúng ta có thể quan sát được các vật thông qua mắt? Thì thứ nhất, đó chính là thể thủy tinh. Thể thủy tinh là dạng của thấu kính hội tụ. Và thông qua những cái ảnh phía trước khi chúng ta nhìn, thì thông qua thể thủy tinh này nó sẽ hiển thị hình ảnh rõ nét trên màn lưới và truyền đến hệ thần kinh thị giác. Video đến đây là hết. Chúc các bạn một ngày thật tuyệt vời.